mời bà con này. Bà con cám chanh mới bắt đầu chín bà con này. Lấy đen mà dòi đồ thôi. Lê Đình Công, ok này. Tổng thanh nào mình coi đây. Ok cả nhà nhé. Giữa hạt hải trùng đi hãy đây à. Ừ. Rồi vào nhìn đây ai bình luận bụi ní này. Bụi không nhìn mình gỗ này. Ừ, trời mưa đừng nhìn đi đèo gật này. Có nghe không? Loan Phước đang xem. Ok chú. Buổi một sáng ăn cam loa Phước nha. Buổi một sáng anh nhớ lời cam với cháu ăn. Hay hơn đi buôn trú chú Phước ạ. Em có cái góc mới chất này. Hay. Góc mô. Vô đây nhiều mê cúng. Nhỏ. Hay. Thì là nhỏ. Nhỏ đang. Đi ngay coi bao nhiêu này. Chưa chín anh em ạ. Nói những đồ thẳng này thì đẹp. Mới đi mới mở mở khú ạ. Bản Ninh đẹp đúng không? Bên ngày anh phạt, bên đêm phạt hơn là anh em mình ra dài trong nước đô này. Người đang xem.
Bụi nhĩ linh hoạt 2,5 tạ. Dưỡng nhá nến cho trẻ có vậy. Đây. Rồi là thôi à. Dụng cụ ăn xem ok. Đây nhá. Rồi. Mất họng hết lớp 7 ngay xém mà liền. Mấy? 7 ngay nữa. 7 ngay đang xém. Cái này mười mấy mà. Cái mất họng mất đã được. Họng kẹo anh em ạ. Và này nhá. Chưa chín, bắt đầu chín. Mở giống đồ khoảng tháng nữa thì đẹp. À, ngài đang có những ai bình luận chứ cả hề. À, bình luận như vậy chứ, có được không chứ. Trồm mới được. Cầm nha, thế gánh mà trồm. Thôi bùa dư mới đi ăn trồm mới chết. Đập chết chứ. Anh em coi vậy đấy. Hai. Vậy cột là sạch bóng đó.
Bạn chứ nắng bạn, nhiều ai đến mà mua chứ. Nhìn nó biết đi, cái anh này nói lắp. Nói ngay mua chứ cái chứ. Cuốn màu thì đừng hỏi là nhĩ banh xé nè. Canh chạnh, canh lạ thì miền có vị. Có bài trên này. Mua chứ cậy. Hay. Tham quan gì họ có đến mà tham quan. Mà cái tủy rơi nó lên nó coi cam bu hề. Cam bu chứ có ứng coi cam bu không? Cam bu chứ chứ chỉnh coi ứng coi cam bu không? Coi cam chảnh này nhìn trở lạ chế như đang trong tại cả nhà này. Tại vì lạ chế mấy chứ chú dự rồi nó chứa nhô cổ, nó chú tặng ăn cặp mấy giờ. Anh lạ là có phải hỏi này. Đó này, này. Thôi rồi này. Mì màn ạ. Loài loài đặc biệt cho đói lòng vang này. Quán đà bạn để họ đến tham quan. Quán ma mà ai mua tụi bạn ấy nhé. Này. Cảm tuần hề, canh chạnh hề. Loài chứ bạn. Này. Đồn cục một trùm với đồ mặt yên đứng ngoài nhìn nó có rẫy mà nhìn như kiểu cơn xe nghe tốt nó nhìn như không có rẫy à. Mà chú ý đâu mới biết rẫy nhiều. Vài vối đẹo cắt bì mẹ bực bỏ mẹ nói chung là nhìn cái gốc là vừa sướng nè chứ nói chuyện mới nè. Cỡ này khùng luôn ạ.
Cái gì qua tím nó cái gì vô cái bắn lên như pháo hoa đi đôi ơi. Xịt tốp cho lô cam mua anh vào đây. Có gì này? Một lô cho một yên đến anh vẫn cho. Đây này. Cho lô cam này. Để cái đọc này bình luận đây này. Mơ. Nghe nói bạc toàn ăn trộm. Hiến cái con trộm mà đập chết này. Bọn ấy thành nói ngật ngật á. Lê Ngọc Phụ mà đây. Chị đó. Bán được mấy tận. Bán được mấy tận rồi. Bán được khoảng 15 tận rồi. Dương lứa đồ 20 tận làm tránh ạ. Thì dũng bắt chí đó nhu. Nắng, hôm nay nắng. Bắt chí đó chú. Hán hiệu à. Hán hầu ấy. Ô tí yên liên đi đâu này. Chỗ gì đâu này. Đâu. Ngồi bước thân tượng cái này. À. Mấy anh cổ tiên liên đây này. Ừ, cổ thân liên đó. Chỗ chưa. Vì anh phải mở ra cái này. Đây này. Dạ. Chỗ chưa. Tôi không hỏi đi luôn nhé. Ừ. Dưỡng thay dưỡng xem ấy. Dỡ cái này tâm hồn. Mày mắc ấy. Mắc cái lại đâu thấy có sọng cái lại đâu nữa. Mày bùi vô mày vô mày. Để sọng vô ấy. Họ nói bình luận cả tỷ ấy nhau. Anh có mắt ta lơi. Ta lơi có được tăng ta lơi. Đọc là ta lơi. Ta lơi của anh. Cố lên coi rồi. Anh chủ vườn ta lên ngồi ý tính. Chà ơi anh biết làm thiệt. Bố đọc lại là anh ta lơi là hồ nghề nữa. Anh vừa chém lại ý chứ. Có đi ngủ hết á. Cám đi thế nói chuyện chứ này hiền ha, ngọt lềm nhưng mà chưa chín lắm. Đồ đồ. Dạ. Mà chán bùi đi bịt nhiều thợm nó như ra hoài này. Ừ. Mà chán điên như này. Bố. Đây này, hoa ra đây này. Bà dạ. Chán chập chứ này. Bùi nhá. Ây. Bùi đi bơ tao bịt thợm bịt cả nhà, bịt khoảng hai ta rồi. Chú thấy quả tao hai hắn ở hắn ngần tao phải bịt này. Mà bịt sóng như. Đây này, ra mà coi này. Bít trong cái hoa của bà nhà ấy này, hoa này. Hoa nè. Hoa đã được địch cả đi. Đây. Hoa được địch một mấy cái ăn thối chứ. Hồi, lũ cả nhà. Có loài trảy nó này này, cam trại này. Bùi dựa nó thấy mà. Hả? Bùi dựa nó thấy mà. Còn nó sấy.
Nó coi. Mè hăng nắng xem mè hăng mới đánh biển. Chí chí đi đâu đây mà chán. Không. Cơn đi ra hoa cả nhà đây. Hoa lù hết trớn đầy luôn biết tưởng bố ra năng ấy. Có cùng trăng tinh luôn. Không chi mới được. Cái vai vối bắt đầu méo nha. Cơn ý tỉnh ra cơn cam đấy phải gín 20 năm rồi. Nói với em này, chứ mà ít mới này. Riêng cơn ý là cơn cam cổ. Đấy nè. Cơn ý phải gín 20 năm này. Tần lâm năng xem. Đây này, hóa ra cả bà vạt đây này, mà chán này. Cô lý thật. Đây này, hóa ra đây này. Hóa nở, người đẹp cái gì này. Đến đây này, này. Hóa đâu này. Đây, bụp cả nhà này. Đào đang luyện đang xem ngồi tên xe mà nó coi được nó bắt luyện hai em mà đang ngủ được độ điên đấy nè ông luyện đi tên xe vẫn coi à thằng này đào là chuỗi đấy cam ra hoa đây đấy bắt luyện à bao ăn thôi rồi bắt luyện này này hoa này hoa này à. Hoa này cả lợp ở đây này, búp này. Này. Còn ạ. À, chịt thật đấy các bạn. Có lẽ nói những ngày mối giờ lại kệ thục ấy mà ngủ đúng đâu phải chín giờ về hay thôi nha tạm biệt cả nhà nha hẹn gặp lại bữa sau nha mai đấy có gì thay đổi nha mai sẽ quay cam bu nha mình không